cho người chong hân nè nhâm cho ngần à sắt cho nè bà cài ẩn chuẩn nè à. Tay mình đứng tham mình nữa bà cài ẩn chuẩn được cho ngần tay bỏ ba à nẹ thưa vừa cho ngần với nhé chuẩn to tạt đai lên hồi vậy á chuột chân chuột cái đây sẽ lành pin nè mơ nữa đã mà sẽ lên mòn alo alo nè có bông mơ lên đó vậy vậy dụng nắng một bài với thêm màu còn bài khéo nhầm thôi cái tròn ở nhầm bắt đầu mà hâu chứ nhầm tại cái tròn bài đấy nè tại cùng chuột bong bài này bố cái là dù anh cho lon chỉ ngửi được cái tròn chuột nhầm sẽ lên những vivo và đảo anh sạch cái tròn và cái tàu tại bong và cái tiệm cho ôn và cái ấy cơm phèm tha và cái bò chiêm á nè bằng á nó cho nó cái vô chơi từ ruột nè vô từ chạ vô à sạch nhưng chân mà nhầm bên vô từ bò chiêm tê linh bò chiêm tăng giờ bò nó phải giật khọ hay uốn nó tăng mà phải tổ bò ngay mía sân này càng bị nơi tốt á chọn cái mình say ao nhầm tê khai bị hiện tượng mọt mình chôm hay cho hiểu ấy nè nè có bông mơ nè hay thấy thông thông ao hao ấy hiện tượng cực lạnh hiện tượng mọt lằng bằng lạnh bình chạm tê nhưng từ do ấy chút ao oh lệch mình ao kia hiện tượng mọt là mua cà phê hàm mách nè bảo cứ luôn anh cả phong thua mà hô bị chả lần chung ngồi cứ đứng chung ngồi chọn sorry nó làm bắt miệt bỏ non tê làm ấy đã cay đã chân đã bé đông nên nắng mạo chọn hao giờ lấy hao tập bởi vì mà chắc ngành mọt nhưng làm xa lúc này bạn có chọn thông thông á nè nè không kể chạy ao rồi sạch những dòng này chọn nó bây cả lồ tay nhóm thua tập bẹ cả đá lề à bẹ cả đá tiếp nhóm xin ngào hay à bẹ cả đá tiếp nhóm cha mình đẹp bà đầu ưu chủ lụa mùi à tặng bà tùm á ọc tùa hay nè á có chọn chẳng đấy nè mà nhắm màu thăm ảnh sẽ làm bạn say lưu ấy ao nhóm vô có chọn tự đo lơ bà tùm ớ cao đấy mà nhâm khó màu cho lăng à bật lẹ bật lạp cho đô cả mẹ phụ mà nhâm khó màu ờ mà bơ mà lướt à lướt này chăm nhâm phải chậu hay là mạnh nó mình chơi tại trong bo cái giống nhâm ở xuống bố nó ớt đấy mà giặt vì khó hay ôi bố giờ bọ bị hứng nè chạm vô tạt sát cho lụa tật thấy chăng màu với chăng ngành cả hai nên là ngọt khi nếu châu chật nhâm tròn ớt nhóm châu chật hay sát tròn á cứ chỉ sát mùi đại dương thôi mà hộp ban cho ăn một bàn tèn mình tha ngáo cha sụp ấy cứ mà em nên là ngọt khi ai thôi tam nhóm bàn chăng ngành thắt lăng nè ngáo tròn phở tật đốn rồi gặp phở tật nhảy tại bảo châu chật nhảy dùng phở tật đốn từ tật chửi luộc cả đôi khi nè nè tầng ngõ này trắng thôi bà tật thấy có con cả bán rồi cả trắng thôi được nhôm trong cả bàn đài viền cạt mùi nằng ở bờ tôm á giang mà thôi bà ní phủ chia thâm mây hết chân ngành tại bữa nè để có lọp nhám có đắng người ta chửi luộc mùi tầng bờ tôm vì chân ngành chìm tam thứ a chửi luộc tầng bờ tôm nâng cái thợ băng dùng mùi nằng cô lực khí đi đó tại nhà mặt bàn hàng đạp bên nó chửi plek có om đắng nè tầm đạp bên là nhám nâng hết bàn là khơi đạp plek ôp plek cô lực khí ok nè tầng ngõ này giờ mèo cạt tôi sẽ làm video đó bao khi nhôm ពាក្យសម្ដីលឺលុះត្រង់ប្រការណាមួយសង្ឃឹមថាបងប្អូនខាន់តៃអភ័យទោសណាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចង់ឲ្យបងប្អូនសប្បាយហើយកុំភ្លេចបងប្អូនជួយ like ជួយ share follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណា